Sáng ngày 20 tháng 3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có chuyến thị sát hệ thống cảng biển Cái Mép Thị Vải dài hơn 20 km, chiếm hơn 30% lượng hàng hóa xuất khẩu bằng container của cả nước. Cụm cảng Cái Mép Thị Vải, cụm cảng biển sâu ở Bà Rịa Vũng Tàu, ở cửa sông Thị Vải và sông Cái Mép được đánh giá có mức tăng trưởng hàng hóa cao hàng đầu khu vực và được kỳ vọng sẽ trở thành cửa ngõ giao thương phía Nam. Thủ tướng đã thị sát dự án cảng nước sâu Genalin, dự án cảng có quy mô lớn nhất trong cụm cảng nước sâu Cái Mép Thị Vải với tổng diện tích lên tới 72 hectare. Đây là cảng nước sâu lớn nhất Việt Nam, là một trong số 19 cảng lớn của thế giới, đón được các siêu tàu lớn nhất thế giới hiện nay. Dự án có tổng mức đầu tư 520 triệu đô la Mỹ, trong đó giai đoạn 1 đã hoàn thành là 330 triệu đô la Mỹ, công suất lớn nhất cả nước với 2,5 triệu tiêu. Cảng sẽ chính thức khai trương vào tháng 5 năm 2021 và sẽ khai thác ít nhất 80% công suất thiết kế ngay trong năm nay và sẽ khai thác hết công suất từ năm 2022. Thủ tướng cũng đã kiểm tra cảng quốc tế Cái Mép, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, có diện tích 48 hectare, công suất hơn 1,1 triệu tiêu. Kiểm tra cảng quốc tế Tân Cảng Cái Mép, liên doanh giữa Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn với ba đối tác nước ngoài, có tổng vốn đầu tư 100 triệu đô la Mỹ, có thể phục vụ các siêu tàu có trọng tải tương đương 14.000 tiêu.